Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Thanh để lắng nghe tập 8 của câu chuyện Gió Đông Bên Anh. Quý vị và các bạn thân mến, càng ngày những tình tiết của câu chuyện này lại càng thu hút Tâm An và quý vị. Bởi vì ngày hôm nay cô gái tên Hà My của chúng ta lại tiếp tục gặp những rắc rối đến từ tương lai. Tâm An không biết phải nói như thế nào nhưng những dự định của Hà Mi luôn luôn bị dập, dập tắt bởi những người xung quanh. Và những người đó là ai? Liệu rằng ngày hôm nay cô còn gặp phải rắc rối và khó khăn gì? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Gió Đông Bên Anh, tác giả Thanh Thanh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tàn làm bà Trúc ghé vào siêu thị gần nhà để mua một số thứ. Đứng trước gian hàng trưng bày đồ lót nam, Ánh mắt của bà chăm chú quan sát. Trong đầu của bà ngầm so sánh xem ở nhà ông Hòa đã có những màu nào. Đang phần vần không biết chọn màu nào thì từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chị Trúc, đi mua đồ cho anh nhà đi à? Là cô Hà cùng phố. Bà Trúc giật mình quay người lại rồi vui vẻ cất lời. Đang tìm mua cho ông nhà tôi mấy cái quần chả biết mặc kiểu gì mà cứ được mấy hôm lại bị rách còn lại còn rách đúng cái chỗ mà không cần rách. Cứ tưởng có mỗi mình nhà em, hóa ra nhà chị cũng vậy. Nhà em cũng thế, quần áo bình thường mặc mấy năm, không có vấn đề gì. Nhưng mà riêng cái khoản cái quần bé bé này thì lại rách liên tục. Em cũng không hiểu vì sao, mà lại rách đúng cái chỗ đấy. Thế cô đi mua cái gì đấy? Dạo này trời lạnh, tôi lười đi chạy thể dục. Chị em xóm phố nhà mình vẫn duy trì cái thói quen, chạy thể dục mỗi tối đấy chứ. Em cũng nghỉ từ hôm trời mưa phùn, Lạnh quá đi ra đi vào Nhà em nó mắng cho Bảo bị hâm Ở nhà xem phim xong ăn nhiều quá Cái bụng lại ngấn mỡ Chán lắm chị Thế cuối tuần chị em mình lại tụ tập Ăn uống cho vui Dạ vâng Các chị mà có kế hoạch Cứ nhắc em một câu Đảm bảo không bao giờ em vắng mặt Mà chị chọn quần cho anh Hòa xong chưa Em thấy cái màu đen với màu xám cho này là ổn đấy Sạch sẽ Ừ Tôi cũng đang tính vậy Thế lấy hai màu này cô nhỉ Em toàn mua màu này cho anh nhà em Mà chị Trúc này Càng ngày chị càng trẻ trung xinh đẹp Cứ như gái còn son ấy Chúng em làm sao mà theo kịp Cô lại khéo đùa 50 tuổi rồi Trẻ trung với xinh đẹp cái gì Có tóc bạc đầy ra rồi đến này Tháng nào cũng phải đi nhuộm đấy Xin tí vía của chị cho trẻ trung Chị xem em đây này Năm nay mới ngấp nghe 40 Mà già thế không biết Khéo khi hai chị em mình đi chung với nhau Họ lại tưởng em là chị Lại khéo nịnh Lại phồng mũi đây này Em nói thật Mà cái váy này chị mua ở đâu đấy Nhìn kiểu dáng năng động mà chất vải cũng đẹp nhỉ Chị chỉ cho em mua với Phải chăm chỉ tập thể dục cho bớt mỡ bụng Để diện mấy cái váy này Cái vòng hai nó sập sệ Khiến em tự ti quá Tôi có biết đâu Từ lâu tới giờ Váy áo công sở toàn cái hà mi nó mua ngoài Hà Nội cho Có con gái đúng thích thật Nhất chị Bảo sao kiểu dáng mẫu mã cũng đặc biệt Thì ra là mua ở thủ đô Cái rượu nhà chị càng lớn càng xinh giống mẹ nhỉ Cảm ơn cô Con bé cũng dễ nhìn Xinh thì cũng không có xinh Hà My nó học ngành gì chị À nó học quản trị kinh doanh Mà sao cô hỏi thế Tại hôm lướt vép Em thấy hình ảnh của Hà My Trên một bài quảng cáo váy áo thời trang Nhìn như người mẫu chuyên nghiệp Em cứ tưởng con bé học về nghệ thuật Hay học cái gì Cô nói thế nào chứ Hà My nhà tôi nó bận học hành Làm sao mà thiết kế Hay là mấy công việc liên quan đến thời trang được Em nói thật Cái này em không đùa chị Hôm nay em tận mắt nhìn thấy Bài đang được quảng cáo trên mạng Hà My nó mặc mấy bộ đồ váy áo Dành cho các cô nàng trẻ trung năng động cá tính Lại sexy Xinh lắm chị Hay là cô nhìn nhầm Em làm sao nhầm được Bà Trúc nghe xong ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng lựa một số thứ cho vào giò hàng, bà vội vã nói lời tạm biệt với cô Hà và đến quầy thanh toán. Trong đầu của bà không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của cô Hà nói. Thực hư như thế nào thì bà chưa rõ, nhưng hiện tại bà thấy tò mò muốn điên. Hôm ấy không có lịch đi làm, Hà My cùng Tuyết Nghiệm và Loan đi dạo một vòng quanh chợ sinh viên. Ngắm nghĩa mấy đồ nữ trang xinh xắn, Hà My không kìm được nên mua khá nhiều kẹp tóc và bầm nơ công chúa. Mặc dù những thứ đó cô không bao giờ cài lên tóc mình. Tuyết nghiệm và loan thì mua đủ thứ đồ ăn vặt để đêm khuya học bài, xem phim và gặm nhấm. Bóng tối bao trùm cả không gian, gió lạnh khiến mái tóc của bốn cô nàng tung bay tứ phía. Vừa bước chân đến cầu thang, Hà My đã nhìn ra dáng hình quen thuộc của Tùng. Lúc đi qua nhóm người có Hà Mi, Tùng liếc nhìn rồi lặng lẽ bước qua. Cái thằng này, nó bỏ ý định tán tình Hà Vi rồi đấy. Đi qua mà thở ơ, như không quen biết. Lạnh lùng. Nghiệm không nhịn được, mà buột miệng thốt lên. Em cũng mong anh ấy từ bỏ ý định. Cũng không hẳn. Có khi nó thấy nhóm mình đi đông người quá, nên nó ngại. Yêu đơn phương ấy là thứ tình cảm khó quên nhất trên đời. Trường nào Hà Mi còn xinh đẹp, còn chưa thuộc về ai, thì nó không từ bỏ ý định đâu. Ba chị này nói câu nào, chuẩn câu đấy, bãi phục chuyện tình trường dày dặn như chị mày mà nói không đúng thì đứa nào nói đúng. Thôi, nhanh cái chân lên, đi về nấu cơm, không mấy đứa nó lại kiện cho. Cả nhóm người bước vào phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nước mũi. Tuyết nhanh miệng hỏi. Chúng mày vừa ăn vụng cái gì mà sao phòng thơm thế? Đang đói bụng, người mùi thơm, thèm chảy rãi ra. Bọn em làm gì dám ăn vụng, nhờ phước đức của ai đó mà chỉ dám ngửi ké, tí mùi thơm. Hạnh ngồi bên giường và cất lời bóng gió. Còn Loan thì nuốt nước miếng, nói trong vô thức. Mùi thơm thơm kiểu khoai nướng, ngô nướng. Ui, thèm muốn điên lên được. Lúc này Hà Mi mới phát hiện trên giường ngủ của mình có một túi ni lông. Bên trong bốc hơi khói mù mịt, nhưng cũng đủ để cô nhận ra thứ bên trong túi ni lông là đồ ăn. Mà cụ thể là ngô nướng, khoai nướng mà Loan vừa nói. Ai để cái này lên giường tôi thế này? còn ai vào đây được nữa nghĩa à sơn tùng mtp hạnh tình nghịch đáp khiến cả đám cười ồ lên và cười thích thú tao bảo rồi cái kiểu mà yêu đơn phương ấy khác gì cún gặm xương mà kệ người khác thở ư nhưng mà cái thằng tùng đấy nó cứ si mê ảo vọng hà mi này nhờ em mà phòng mình có lộc ăn đang đói bụng thế này thay mặt hội chị em nhận của chị một lời cảm ơn nhé tuyết vừa nói vừa mở túi ni lông và chia phần cho đám người trong phòng hà mi thì ngồi ngần ngơ khi nãy chạm mặt thấy tùng thờ ơ cô cứ tưởng rằng anh ta từ bỏ ý định tán tỉnh cô nào ngờ đúng là không thể nào hiểu được anh chàng này đang có những suy nghĩ lạ lùng gì ôi giời ơi! ngô nướng khoai nướng trời lạnh thế này ăn đúng là nhức nách hà mi không ăn à nhìn mặt nó như thế chắc đang nghĩ đến củ khoai chỗ ai đồ sơn tùng MTP rồi. Cái con này, ai dạy mày? Ăn nói bậy bạ thế hả? Tuyết trường mắt nhìn nghiệm, nhưng rồi sau đó cả đám lại cười ồ lên, đầy thích thú. Hà mi im lặng không nói. Cô mở điện thoại và soạn tin nhắn, gửi cho Tùng. Lần sau anh đừng làm như vậy, em không thích. Tin nhắn vừa mới được gửi đi, chưa đầy một phút sau, Tùng đã nhắn tin lại. Cái cảm giác như kiểu anh ta đang ngồi và chờ đợi tin nhắn đến của Hà mi anh đi chạy qua bờ hồ thấy người ta bán nên mua cho em đúng lúc em đang đói mà đúng không ăn nhiều một chút nhé thế tại sao anh phải làm thế có ai nói anh làm không là anh tự nguyện không ai bắt anh phải làm anh muốn quan tâm em một chút như vậy không được sao nếu như lần sau anh còn tự ý làm như vậy em sẽ vứt hết đi em không ăn thì chia cho mọi người trong phòng cùng ăn em ghét anh đến như vậy sao em không ghét anh nhưng anh làm như vậy khiến em không thoải mái Anh làm gì Mới có thể khiến em nhẹ nhàng với anh một chút Anh đừng làm gì cả Hà mi cầu có vô cùng Tuyết tò mò hỏi Làm sao thế Em đang nói chuyện với ông Tùng Hâm Mày ngốc lắm Có thêm một người quan tâm mình cũng hay Nó thích mày thật Nó mới làm như thế Sinh viên với nhau Quan tâm kiểu này là chân tình nhất Miễn nó không làm gì quá đáng là được Em chỉ thấy phiền phức thôi Buổi tối sau khi đắp mặt nạ, bà Trúc chui vào chăn nằm cạnh ông Hòa, miệng không ngừng suýt xoa. Ôi giời ơi, nằm cạnh anh ấm thật, ngồi đắp cái mặt nạ một tí mà chân tay em nó lạnh cóng cả lên. Hôm nào cũng bôi bôi chát chát, cha thấy đẹp lên tí nào. Ơ, anh thì biết cái gì? Dùng mấy cái thứ này phải kiên trì mới có tác dụng, không phải cứ bôi lên mặt là sinh ngay được đâu. Nó cần có thời gian để kem dưỡng, thẩm thấu qua da. Dạo gần đây em thấy da mặt căng lên, bớt nám, bớt tàn nhang. Anh không để ý à? Đẹp quá có để làm gì. Cứ thích nghe mấy bà khen trẻ khen xinh rồi tốn mớ tiền vào mỹ phẩm quần áo. Đến là mệt. <laughs> Đàn ông các anh thì kém cái gì? Bia rượu nhậu nhẹt triển miên tốn kém gấp trăm lần chị em phụ nữ chúng tôi. Mà em có kêu ca gì đâu. Ăn uống nó còn thấm vào thân. Quần quần áo áo. Ăn chả dám ăn. Đẹp mà khổ như thế. Đẹp làm gì? Ăn khoa học kêu chất béo dữ dáng chứ ai bảo là không dám ăn ảnh cứ nói linh tà linh tinh. Bà yên lặng để em gọi điện cho con gái bà chúc bấm số gọi cho con gái một lát sau giọng nói trong trèo của hà mi vọng vào trong điện thoại con nghe đi mẹ mẹ đang làm gì thế ạ à? đang đi nằm sắp sửa ngủ đang làm cái gì con đang xem phim ở quê có lạnh không mẹ có lạnh nhưng mà không mưa mà mẹ hỏi này Dạ có chuyện gì ạ Hôm nay mẹ gặp cô Hà cùng phố nhà mình Cô ấy bảo thấy hình ảnh của con Trên mấy cái trang web quảng cáo bán hàng thời trang Có đúng không Con chuyển ngành học hay gì Mà lại đi thiết kế thời trang Dạ mẹ hiểu nhầm con rồi Con vẫn đi học bình thường Chỉ là thời gian rảnh Con xin đi làm mẫu ảnh Chụp mẫu cho vài thương hiệu thời trang ấy mà Con gái của mẹ có năng lực gì đâu Mà đòi làm thiết kế thời trang Ừ, thế à? Mẹ có biết đâu, chiều nay ghé qua siêu thị nghe cô Hà thắc mắc, thế là mẹ giật mình, cứ tưởng cô ấy nói đùa. Thế mẹ còn nghĩ hay là con Hà Mi nó bỏ học, xin làm thiết kế thời trang cơ đấy. Con đang đi học đàng hoàng, ba mẹ đừng lo. Thế để chụp mẫu thời trang có ảnh không? Gửi mẹ xem có xinh không nào. À mà hôm nay cô Hà lại khen quần áo của mẹ đẹp. Mẹ kể Hà Mi của mẹ mua cho mẹ ở tận Hà Nội, cô ấy ngưỡng mộ lắm. Con có ảnh Lát con gửi qua Zalo cho mẹ xem nhá. Ừ. Bố ngủ chưa mẹ? Đang nằm ở đây, Con nói chuyện với bố không? Dạ thôi, con chả biết nói gì với bố cả. Bố mẹ ngủ ngon, con gửi ảnh cho mẹ bây giờ đi à? Điện thoại vừa tắt, bà Trúc thấy tin nhắn đến liên tục. Chạm tay vào nick Hà Mi, nhìn thấy con gái xinh xắn như nàng công chúa. Bà Trúc lay lay cánh tay của chồng. Anh nhìn con gái này, xinh xắn thế cơ chứ, ông hòa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xem qua một lượt ông chậm rãi nói với vợ khi nào rảnh em nói chuyện với con em nên nhắc nhở con chuyên tâm vào học hành mấy cái chuyện này đừng quá chú trọng thêm trải nghiệm đúng là một điều hay nhưng có nhiều thứ lại khiến con người ta bị cuốn hút đánh mất bản thân của mình đấy là mẫu ảnh cho thương hiệu thời trang thôi mà nhìn con bé năng động như thế này em cũng thích anh làm cái gì mà khắt khe với con thế Em xem phim ảnh nhiều Mà tại sao không chịu thay đổi nhận thức của mình Phía sau những ánh hào quang Những gì long lanh hiện hữu trước mặt Là vô vàn những cảm bẫy Là những mặt tối của cuộc sống này Ai lý trí thì tránh được Ai không vững lòng Thì dễ bị hòa tan 11 giờ khuya Hà My đang chăm chú xem một bộ phim tâm lý tình cảm Trung Quốc Giữa lúc nữ chính đau khổ khóc lóc Vì bị người yêu phụ bạc thì màn hình hiện đến dòng tin nhắn của Việt Tin nhắn của anh chắc chắn Liên quan đến công việc Nên Hà My phải mở ra xem Hà My Em ngủ chưa Dạ em chào anh Em chuẩn bị đi ngủ à Anh bảo này chiều mai em có bận không Buổi sáng em đến sàng đường Chiều em rảnh Có việc gì không anh Ừ có một con set mới họ cần gấp Thế nên chiều mai anh xếp lịch rồi chụp luôn Chiều mai tầm 1 giờ em đến studio nhá Dạ vâng ạ, chiều mai em có mặt. Đầu giờ chiều ngày mai sau khi đi qua một quãng đường rất xa, chiếc xe bốn chỗ của Việt dừng trước bìa rừng, ngồi cạnh ghế lái, Hà Mi tò mò. Anh Việt, hôm nay mình chụp hình ở đây à? Ừ, đúng rồi, hôm nay chụp cảnh thiên nhiên. Lâu nay cứ mãi miết chụp ở trong phim trường, thi thoảng đổi xó một chút. Em xuống xe hít thở không khí trong lành cho dễ chịu. Đi đường dài chắc là mệt lắm nhỉ? Việt mở cửa xe bước xuống và nhanh chóng mang những dụng cụ chụp hình đặt xuống bãi cỏ. Hà Mi ngẩn ngơ đứng ngắm cỏ cây sông núi, tiết trời hôm nay ấm áp hơn mọi ngày, con nắng, gió heo may thổi man mát, thao hồn vào cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cô thấy thư thái kỳ lạ. "Hà Mi, đến đây, anh make cấp cho nào." Nghe giọng nói của Việt, Hà Mi vâng dạ đáp lời, rồi tiến về nơi có chiếc bàn tròn và chiếc ghế Việt vừa mới bày biện ra. Trên bàn là một giò đồ mỹ phẩm và phụ kiện thời trang. Vừa nhắm mắt Hà My vừa hỏi chuyện. Hôm nay đi chụp xa thế này mà chỉ có hai anh em mình thôi à anh? Ừ, chủ đề hôm nay cũng khá đơn giản. Với cả mấy đứa kia nó có việc bận. Anh vất vả thêm một chút không sao. Mà ngồi ngoài này, em có lạnh không? Mặc thêm áo của anh nhé. Dạ không cần đâu. Hôm nay có chút nắng, em thấy ấm à? Anh nói trước này, trang phục hôm nay có phần sexy. Anh sợ em bị lạnh Vì chụp ngoài trời chứ không phải trong phim trường Nên không có đèn sưởi Em phải cố gắng nhé Vậy anh nhớ chụp nhanh một chút cho em nhé Xong rồi em mặc áo khoác là được Suối bàn tay tài hoa của Việt Chỉ sau ít phút Gương mặt của Hà My được phù phép biến hóa Xinh như một nàng công chúa Đôi hàng mi dài công vút Bờ môi màu hồng cánh sen hờ hững gọi mời Nhìn ngắm mình trong gương Hà My không sao rời mắt được Em thay đồ đi Tranh thủ trời đang nóng ấm Chúng ta chụp nhanh rồi về Việt đưa cho mi một túi đồ Hà mi nhận lấy và mở ra xem Một chiếc vai ngắn đến mông màu hường Một chiếc áo ngắn giống như bikini hai mảnh Cực kỳ thiếu vải Hà mi e ngại Nếu như chụp ở phim trường Thì cô còn tự tin Ở đây lạnh lẽo như vậy Chưa kể bốn bề cây cỏ hoang sơ Anh ơi Hôm nay chụp hình con xét sexy cá tính hả à anh? Ừ, có một số nhãn hàng người ta muốn lấy ý tưởng này em chịu khó một chút tiền lương hôm nay được anh gấp đôi nhá Hà My đắn đo một chút nhưng rồi cô mở cửa xe ngồi vào và thay đồ chiếc áo ngắn đến mức che vừa vặn được núi đôi đầy đặn phần da thịt lộ ra quá nhiều chiếc vai ngắn đến mông nếu như di chuyển mạnh tà váy sẽ co lên và nhìn được cả nội y bên trong khoác thêm chiếc áo choàng Hà My e ngại bước xuống xe nói với Việt. Anh Việt ơi, mình bắt đầu được chưa ạ? À? Em thay đồ xong đi, thì mình bắt đầu luôn. Hà Mi ngượng ngùng cởi áo choàng đặt lên bàn. Dưới ánh nắng mặt trời, những mảng da thịt trắng ngần lộ lộ trước mắt khiến cho Việt đỡ đẫn mất mấy giây. Chiếc áo quầy phô ra, thềm ngực căng tròn, đầy đặn, vòng eo như thắt lại, cặp mông đầy đặn lấp ló, sau lớp vải đang tung bay trước gió. Em đứng bên cạnh tán cây. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Một tay đưa lên cao nào Ánh mắt nhìn vào đây Đúng rồi đúng rồi Nào tương tác với ông kính đi em Tuyệt tuyệt rất có hồn Bây giờ em di chuyển đến bên bờ suối Ngồi lên mỏm đá Đúng rồi hơi cúi người xuống Em đưa tay nghịch nước đi Đúng đúng rồi Hà My cứ như vậy Làm theo lời của Việt Mỗi khi cô cúi người Cả hai trái đào cứ như vậy Lộ lộ ra trước mắt Việt nuốt nước miếng liên tục Cổ họng anh khô khốc Cậu nhỏ sau lớp quần jean vô thức biểu tình từ lúc nào chẳng hay. Sau khi chụp ảnh xong xuôi, Hà My nhanh chóng thay trang phục và ngồi cố định vào trong xe. Để mặc Việt loay hoay dọn dẹp những dụng cụ chụp hình bởi vì cô đã quá lạnh sau khoảng thời gian ăn mặc hớ hênh giữa trời đông lạnh giá. Chiếc xe bốn chỗ của Việt chậm rãi lăn bánh và rời khỏi bìa rừng mơ mộng. Tay ôm vô lăng, đầu óc của Việt không ngừng suy nghĩ và tưởng tượng ra những hình ảnh nhạy cảm của Hà My kích thước tròn đầy sau lớp vải màu hương ấy. Nếu như anh trực tiếp được cởi chiếc áo đó và chạm tay lên, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Không gian trong xe đang im lặng, bỗng Việt cất lời trò chuyện. Hà Mi này, tối nay em có rảnh không? Ngày mai cuối tuần nên hôm nay em sẽ không phải học bài. Có chuyện gì ạ? À? Lâu nay bận công việc nên anh không la cả quán xá. Tối hôm nay đi uống cà phê, thư giãn cuối tuần một lát nhé. Tối nay à? Uống cà phê ấy à? Ừ. Không được sao? Em không thích đi cà phê thì có thể lựa chọn một đồ uống khác cũng được." Hà My đắn đo suy nghĩ, vì cô biết Việt là người đã có gia đình. Hơn nữa mấy lần đến studio chụp hình, cô cảm thấy ánh mắt của chị hàng dành cho cô không mấy thiện cảm. "Hôm nay đi chụp hình ngoài trời em mệt, hay là để hôm khác có được không anh?" "Em mệt à? Ờ, à, tiếc quá." Thực ra anh muốn lang thang phố xá một chút Cho thư thái đầu óc quý mà Thêm nữa anh thấy em rất xinh Sở hữu vẻ bề ngoài bắt mắt Phù hợp với nhiều khung hình Tuy nhiên vì em làm mẫu ảnh nghiệp dư Nên có một vài điều cơ bản Em chưa nắm được hết Anh muốn hẹn em đi uống nước Vừa là đi chơi vừa là trao đổi thêm về công việc Em có thêm kiến thức để thích nghi với việc làm Năng suất lao động tạo ra sẽ tốt hơn Nhưng mà nếu em về thì thôi Để khi khác cũng được nghe Việt phân tích như vậy hà my liền cảm thấy đây chính là một cơ hội quý giá để cô có thể mở mang thêm cho mình thật thật nhiều điều bổ ích cô nhanh miệng y e. 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 lát nữa về nhà nghỉ ngơi một chút buổi tối chắc là em đỡ mệt hơn vậy tối nay anh qua đón nhé à, thế chị cũng đi cùng chứ ạ à? không em hôm nay chị có việc bận nên chắc không đi cùng được đang nói chuyện thì điện thoại hà my đổ chuông Nhìn tên hiện lên màn hình, cô nhẹ nhàng nghe máy. Dạ anh Bình, em nghe. Hôm nay có đi học không em? Dạ chiều nay em nghỉ, em học sáng thôi ạ. À? Hôm nay cuối tuần buổi tối anh mời em cà phê được chứ? Tối nay ạ? À? Hà Mi bột miệng hỏi lại, hôm nay là ngày gì mà tại sao nhiều người lại mời cô cà phê như thế này? Việt ngồi chưa kê lái lặng im, nghe Hà Mi nói chuyện điện thoại, trong lòng có chút tò mò. Về người đàn ông ở đầu dây bên kia Dạ tối nay Tối nay em có hẹn với ai à? Dạ vâng ừ, Hẹn anh hôm khác à? Ừ, không sao Em đi chơi với bạn vui nhé Dạ vâng Em chào anh Năm giờ chiều ánh nắng tắt hẳn Những cơn gió lạnh của mùa đông như thổi mạnh hơn Chiếc xe bốn chỗ của Việt Dừng trước cổng ký túc xá Hà Mi nói lời tạm biệt Và đi về phía cầu thang Di chuyển đường xa Thêm nữa ăn mặc thiếu vải nên cô thấy cơ thể run lên vì lạnh, hai mắt díu chặt, cơn buồn ngủ kéo đến một cách khủng khiếp. Bước chân vào phòng chỉ kịp tháo đôi giày, Hà My nằm lên giường và chồm chăn ngủ thiếp đi. Cho đến khi mùi thơm xào nấu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ bé, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười đùa cùng mọi người khiến Hà My giật mình tỉnh giấc. Hà My bị làm sao mà nằm lâu thế? Trưa nay vội đi làm nên em không ngủ chiều về mệt quá chị à hai mắt cứ díu lại ngủ được một giấc tình cả người có nước nóng không ạ có đấy tắm gội đi rồi ăn cơm dạ vâng hôm nay đi chụp hình ở xa em khá mệt mọi người chờ em tắm một lát rồi cùng nhau ăn cơm có được không ạ nhanh lên dạ vâng hạ mi nhanh tay chuẩn bị quần áo và đi tắm gội lát sau quay ra đã thấy mọi người quây quần bên bàn ăn bình nóng lạnh phòng mình bị hỏng hay sao ấy em vừa tắm một lát là thấy hết nước nóng lạnh quá khổ thân tắm nước lạnh à dạ vâng ngồi xuống đây ăn cơm đi cho nóng hôm nay ai chủ tài mà nhiều món ngon thế này nhìn hấp dẫn thật đấy chị hạnh với cái nhung nấu mà này hà my lan anh với thủy lát dọn dẹp nhá rửa bát dạ vâng mà loan này đổi cho tớ ngày mai tớ rửa bát nhá lát ăn xong tớ có hẹn đi cà phê chắc là không kịp rửa ai cha hôm nay có hẹn đi cà phê với anh nào đấy có phải anh nào đâu anh thợ chụp ảnh đi cà phê để trao đổi công việc ấy mà mọi người đừng hiểu nhầm chú mày thử nghĩ mà xem có phải hà mi có vấn đề gì không rõ sinh gái nhiều anh theo đuổi nhưng lại chưa thấy nó rung động trước một ai cả hà mi khéo mày phải mở cái app hẹn hò trên facebook ấy ra mà chơi thử như cái thủy đây hôm rồi bắt cặp được với một anh hay ho phết mấy ngày hôm nay hú hí nhắn tin không rời Mọi người đừng chiêu em nữa Em đi công việc thật Không phải đi hẹn hò đâu Càng không phải em còn vấn đề về giới tính Thôi em chuẩn bị đi gặp người ta đây Nói xong Hà My đứng dậy Và đi về phía tủ đồ Lựa chiếc váy dài chấm gót chân Và áo bông thỏ Make up nhẹ nhàng Cô đeo túi sách và nhanh chóng rời khỏi phòng Lựa một góc vắng trên tầng 3 của nhà hàng Việt cùng với Hà My ngồi hàn huyên tâm sự Những câu chuyện liên quan đến kinh nghiệm chụp hình những kỹ năng cần thiết đối với nghề mẫu ảnh. Thấy Hà Mi chăm chú, Việt thao thao bất tuyệt đối với lĩnh vực mới lạ, bản thân chưa có nhiều trải nghiệm, nên khi nghe Việt nói, Hà Mi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Cùng thời điểm này, ở một góc chéo 60 độ so với vị trí của Hà Mi và Việt đang ngồi, một cô nàng với mái tóc tomboy cá tính lặng lẽ mở điện thoại và kết nối cuộc gọi với Hằng, vợ của Việt. "Này Hằng, chồng mày với một đứa đang ngồi cà phê. Đến nhanh đi, kéo chúng nó rủ nhau đi khách sạn bây giờ. Cái thằng mất dậy này, tao đã theo dõi nó từ lâu, nhưng mà chưa bắt được. Được rồi, bây giờ tao tới. Mày chuẩn bị điện thoại để live stream chụp hình, các thứ đi. Hôm nay, tao phải dạy cho chúng nó một bài học. 30 phút sau, Hà My và Việt đứng dậy, di chuyển xuống dưới tầng 1. Trong lúc di chuyển ra bãi đậu xe, từ phía sau một nhóm người phụ nữ ở đâu, lao tới, và không ngừng ồn ào. Con danh kia, hôm nay, tao mà không tận mắt chứng kiến, thì chúng mày còn định giấu diếm đến khi nào? Giọng nói quen thuộc của hàng vang lên, cả Hà My và Việt đều giật mình quay người lại. Hà My chưa kịp cất lời, thì bị hàng cùng với nhóm người phụ nữ kia, túm lấy tóc và giữ chặt cô. Đồng thời cô nhận được hai cái bạt tai đau điếng, từ người đàn bà ghen tuông vô lý này. Chúng mày, quay rõ cái bàn mặt, một đứa con gái hư hỏng này. Cả cái thằng này, cái loại đàn ông mất dạy. Tao quay lên cho cả thiên hạ người ta thấy cái ngữ bèo mà ga đông. Mấy người có thôi ngay đi không? Dừng ngay cái trò lỗ bịch này đi. Việc tức giận và hét lớn, anh vội vàng chạy đến và tìm cách cứu Hà Mi khỏi đám người phụ nữ tàn nhẫn này. Đám đông bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào Hà Mi, cô đau đớn bật khóc, nhưng không có cách nào để thanh minh cho bản thân của mình rằng mình vô tội trong chuyện này. Hằng chỉ tay vào mặt của Việt Cô ta gào lên Chiều nay anh đưa nó đi đâu Nói Cô im ngay cái mồm đi Ghen tuông vô lý nó vừa vừa thôi Giận quá mất khôn rồi đấy Ghen tuông vô lý Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện ở đây Thì lát nữa anh đưa con đĩ này Đi nhà nghỉ có đúng không Anh nói ngay Thích làm loạn ở đây có phải không Thả cô ấy ra Thích bênh nhau cơ đấy Đánh đi Đánh đi Hà Mi lúc này đau đớn bật khóc khi cánh tay của những người phụ nữ kia liên tục trút giận lên mặt, lên người của cô. Cô không có sức để chống trả. Việt thấy thương cho Hà Mi nhưng cứ bước đến gần thì lại bị mấy người đàn bà kia ngăn cấm. Đám đông vây quanh ngày một nhiều. chăm đôi mắt, những chiếc điện thoại được dơ ra và quay lại cái cảnh đánh ghen ở Mỹ. Đúng lúc này giữa đám đông vọng đến một giọng nói nam tính quen thuộc. Đó chính là Bình. Mấy người đang làm cái trò gì thế? Có biết đánh người là vi phạm pháp luật hay không? Thả cô ấy ra. Anh là ai? Đây không phải là việc của anh. Mời anh tránh sang chỗ khác. Cô ấy là bạn gái của tôi. Mấy người làm cái gì cũng nên suy nghĩ một chút. Tại sao lại vô lý như vậy? Đám người hung hãn ngừng lại việc đánh đập Hà My vì lời đe dọa của Bình. Hà My như gặp được cứu tinh, ánh mắt cô long lanh những giọt lệ. Khoảnh khắc ấy, cô vô cùng biết ơn Bình. Cô biết mình bị oan, nhưng đám đông vô tình này lại không có một ai giang tay cứu cô. Khi bóng tối bao trùm cả vạn vật, cũng là lúc bầu trời bất chợt, đổ một cơn mưa lớn, nằm trong chăn ấm, Hà Mi nhắm nghiền đôi mắt và dặn lòng phải cố quên đi những chuyện không vui đã xảy đến với mình. Tiếng mưa rơi ngoài mái hiên, âm thanh ồn ào từ các phòng khác vọng lại, tâm tư của cô rối bời vì những ngổn ngang suy nghĩ cánh cửa phòng bật mở kèm theo đó là tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói rộn ràng của mấy chị em trong phòng có lẽ mấy người họ vừa kéo nhau ở ngoài chợ đêm về khỉ thật đang tự nhiên lại mưa mình vừa mới gội đầu chiều nay chứ giờ dính nước mưa thế này tóc lại ướt hết rồi lan anh đặt túi rau củ xuống rồi chạy nhanh về phía tủ đồ lấy máy sấy và hong khô mái tóc ai không biết bao giờ mới hết mưa mới hết lạnh đây chán cái thời tiết này thật đã lạnh rồi lại còn mưa Nhớp nháp dờ giấy Quần áo phơi chất đống ở phía sau Có khô đâu Bực hết cả mình Tình trạng này cứ kéo dài thêm ấy. Khéo phải bao hôm nữa Em phải cởi chuồng đắp chăn Hạnh hậm hực cất lời Còn nghiêm nghe Hạnh nói liền tán thành Ý kiến hay Nằm trong chăn vừa ấm Lại không phải giặt quần áo Tuyết thì thong thà Đặt những túi đồ lớn nhỏ lên bàn Sẵn tiện cô phân loại rau củ Đồ ăn cho vào giá nhỏ để lát nấu bữa tối. Hương ngay mắt nhìn về phía giường của Hà Mi, Tuyết chậm rãi cất lời. Này, dậy ăn chút cháo cho khỏe người. Chị vừa mua cháo tim với cả thuốc giảm đau cho em đấy. Nghe Tuyết nói như vậy, đám người bỗng dưng im lặng và đổ dồn sự chú ý về phía giường của Hà Mi. Loan nói thêm. Hà Mi, dậy ăn cháo đi. Không ăn được nhiều thì cố mà ăn lấy một chút cho khỏe rồi uống thuốc. Đừng có buồn, phải lạc quan vui vẻ lên. Cứ coi như đó là một sự cố, không mong muốn trong đời. Em cảm ơn mọi người. Em chưa muốn ăn. Lát nữa đói bụng, em dậy và ăn sau ạ. À? Thủy vừa nhặt rau vừa nói chuyện một mình. Cũng may lúc đấy trời tối, thêm nữa đám đông ồn ào nên không nhìn rõ mặt đấy. Mỗi đứa chúng mày bớt đi một câu đi. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi hãy nói. Đổi lại là mấy đứa, Khéo khi chúng mày còn gào khóc lồng lộn lên đấy chứ. Sự việc xảy đến bất ngờ như vậy. Ai mà không sốc, không đau buồn, không xấu hổ. Biết là mình bị oan. Nhưng cái đám đông ấy, người ta đâu có biết. Cứ nghe tiểu tam là người ta phỉ bán, xỉ nhục rồi. Nghe chị Tuyết nói lời công bằng dành cho mình, Hà Mi cảm thấy cảm kích vô cùng. Những giọt nước mắt nóng hồi vô thức lại lăn dài xuống gương mặt tiều tụy sau một đêm thức trắng của cô. Không gian vừa yên tĩnh Thì giọng nói cùng với tiếng bước chân ồn ào Của Nhung từ bên ngoài vọng đến Mọi người ơi Ở bên dưới có một anh cao to đẹp dai Đang đứng kia kìa Nhung quá mệt cô vừa thờ vừa nói Nên câu cú diễn đạt lùng cùng Khiến cho mọi người càng thêm tò mò Mày mê dai quá rồi đấy Có anh đẹp dai thôi mà cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng Không phải đâu Để em nói hết Anh đẹp dai ấy đang đứng ở bên dưới tay cầm theo những túi đồ lớn nhỏ. Khi nãy em đi ngang qua, còn hỏi thăm em. À, em ơi, em có quen Hà My học quản trị kinh doanh không? Anh ấy còn mở điện thoại cho em xem hình, để nhận dạng cho chắc kia kìa. Hà My nghe như vậy liền trột già. Anh đẹp dai ư, liệu có phải là Bình hay không? Sau câu chuyện tối qua, cô cảm thấy xấu hổ với Bình. Cũng may có sự xuất hiện của anh ấy và giải vây cho cô, nên cô mới thoát được đám người hung dữ kia mở điện thoại ra xem cô ngỡ ngàng khi màn hình báo người cờ gọi nhỡ của bình từ lúc xảy ra chuyện cô đau buồn nên không muốn nhận được sự quan tâm của bất cứ ai điện thoại bỏ quên một chỗ có lẽ bởi vậy nên bình mới tìm đến tận ký túc xá của cô hà mi em xuống dưới xem anh đấy là ai cứ kê anh ấy chị chờ đợi chán rồi người ta sẽ đi thôi ngoài trời đang mưa lớn với cả lạnh người ta cất công tới đây rồi, em nên xuống gặp một chút. Hoặc không ấy, thì gọi điện, nói chuyện với họ người vài câu cho người ta... Dạ dạ, em biết rồi. Nghĩ đến sự bảo vệ của Bình vào tối qua, Hà My không nỡ để anh ấy chờ đợi dưới cầu thang nên gắng gượng ngồi dậy. Qua một đêm không ngủ, với những suy tư dối bời, Hà My thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai mắt như mở đi, toàn thân run rẩy vì đói và vì mệt khoác thêm áo ấm. Hà My không nói mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Vừa đi đến cầu thang tầng 1, Hà My nhìn thấy dáng hình cao lớn của Bình. Anh ấy tại sao? Lại nhiệt tình và quan tâm cô nhiều đến như vậy. Anh Bình, anh tìm em ạ? À? Hà My, em ổn không? Anh gọi điện cho em không được. Cả ngày nay đi làm thấy lo quá. Sợ em suy nghĩ linh tinh, nên anh mạnh dạn tới đây tìm em. Em cảm ơn em không sao đâu ạ à. em thấy trong người thế nào có đau chỗ nào không anh mua gà tần với cả thuốc cho em cố gắng ăn một chút cho khỏe nhé anh bình này tại sao anh lại quan tâm và tốt với em như vậy ạ à? bởi vì em là một cô gái tốt bụng anh tin em không phải kiểu người sống như sự suy đoán của thiên hạ hà my im lặng không nói được gì cô ôm mặt và òa khóc vì những tổn thương mà bản thân của cô đang phải gánh chịu. Kìa Hà Mi, em đừng khóc. Nước mắt là một thứ gì đó rất quý giá. Em chỉ nên rơi nước mắt cho những việc xứng đáng. Đừng có lãng phí nó. Em đừng hao tốn, tâm tư về những chuyện không đáng chứ. Em cảm ơn anh. Anh Bình, lúc khác em bình tĩnh. Em sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Em lên phòng đi à? Hà Mi này, thế thì em mang mấy túi đồ này lên phòng giúp anh. Hay anh mang lên cho em nhé? Không, anh đừng lên. Mấy túi đồ này hơi nặng, anh sợ em mệt không mang được, để anh mang giúp cho. Hà Mi rất sợ Bình xuất hiện trong phòng lại khiến mọi người hiểu nhầm và chiêu ghẹo cô, nên cô nhất mực ngăn ngăn. Anh cứ để em tự mang đồ lên cũng được. Em cảm ơn. Quan tâm và lo lắng cho em thế này, anh lại còn mua đồ cho em nữa. Có cái gì đâu, đây là một chút tấm lòng của anh. Nếu em thấy không tiện thì anh không lên đấy. Em lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Ngoài này rất lạnh. Nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Hà My xách túi đồ nặng chịu bước lên cầu thang. Bình đứng đó, chờ cho bóng của cô khuất sau những bức vách. Anh mới chịu rời đi. Ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn. Anh cứ như vậy dầm mình dưới mưa và chạy một mạch về phía xe riêng, đậu ở ngoài cổng, khu ký túc xá. Vừa nhìn thấy Hà My, đám người trong phòng lại ồn ào hỏi chuyện. Anh nào đấy? Úi giời, dai à? Mua cho nhiều đồ thế này. Nhiều đồ lắm mọi người. Mọi người mở ra xem giúp em. Là những thứ gì với ạ? Cả đám người lần lượt mở những túi đựng ni lông và giấy. Có cả hộp nhựa, mỗi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp căn phòng. Loan phấn khích kêu lên. Hạt dẻ nướng, gà tần, trà sữa này, sô-cô-la, thuốc giảm đau, nho mỹ dâu tây ủi ôi cái anh này đại gia vãi ra mua toàn thứ đắt tiền mọi người chia nhau ra ăn đi để lâu trái cây nó hỏng đấy hâm à người ta mua để tẩm bổ cho người bệnh bọn tôi ăn xong khéo lại thành lợn đấy chứ miệng nói thế thôi nhưng tay của nghiệm vẫn lén nhặt hạt rẻ và cho vào miệng ăn ngon lành em nói với mọi người là em không muốn ăn mọi người chia nhau ăn cho đỡ lãng phí Chị mà biết nó mua gà tần cho mày Thì chị lại chào mua cháo nữa Bây giờ cháo tim bị ế rồi Có đứa nào ăn không Chị ơi chị cứ để đấy Em ăn mà Gà tần mày không ăn à Em ăn cháo chị mua thôi Gà tần em không thích Anh đó có phải là bố của Tùng Anh không Hà mi Dạ vâng Hôm qua cũng may có anh ấy xuất hiện Chứ không em không biết phải làm sao Thôi không sao đâu Đó là một bài học dành cho mình Lần sau ra ngoài gặp ai nên chú ý cảnh giác một chút. Em nhớ rồi ạ. À? Buổi tối sau khi ăn cháo và uống thuốc, Hà My cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô mở điện thoại và lướt web một cách vô định, ngón tay thon dài khẽ trượt trên màn hình cảm ứng, đang chăm chú đọc báo thì tin nhắn của điện thoại. Anh Việt chuyển khoản 20 triệu đồng. Đọc xong tin nhắn, Hà Mi không khỏi ngỡ ngàng. Anh Việt ư? tại vì sao anh ấy lại truyền tiền cho cô chả nhẽ anh ấy cảm thấy áy náy đang mông lung suy đoán thì điện thoại lại rung lên một tin nhắn nữa hà mi cho anh xin lỗi vợ anh trong lúc nóng giận ghen tuông thiếu suy nghĩ nên cô ấy làm tổn thương đến danh dự cũng như thân thể của em anh nghĩ sau sự việc ngày hôm nay chắc chắn em sẽ không muốn làm việc ở studio nữa anh thần thật xin lỗi em hà mi hiểu cho nỗi khổ tâm của việt Cô nhẹ nhàng soạn một tin nhắn. Cũng may sự việc chưa quá nghiêm trọng, nên mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Hơn nữa nếu đặt vào vị trí của chị, em nghĩ chị vì quá yêu anh, nên mới có những hành động để bảo vệ người yêu. Nhưng mà, tại sao anh lại chuyển cho em một số tiền lớn như vậy à? Tiền lương tháng này của em, còn lại là tiền thuốc. Nếu như em thấy trong người không được khỏe, có chỗ nào không ổn, em đến bệnh viện kiểm tra cho chắc nhé. Chi phí bao nhiêu Em nói với anh Tại vợ anh nên em mới thành ra như thế Em không sao đâu mà Anh đừng khuếch đại mọi thứ Để rồi lo lắng Cảm ơn anh Chúc studio của anh Càng ngày làm ăn càng thuận lợi Anh rất tiếc Khi không được tiếp tục làm việc Với một cô gái xinh xắn như em Chúc em luôn thành công trong cuộc sống Tắt điện thoại Hà My nằm ngần ngơ và suy nghĩ 20 triệu đồng Số tiền này quá lớn Cha nhẽ Việt lại muốn bù đắp sự tổn thương cho cô nên mới chuyển số tiền lớn như vậy. Cánh cửa lúc này mở ra, gió lạnh hùa vào phòng, mang theo hương nước hoa nữ phảng phất. Lan Anh bước vào, vừa cất giọng suýt xoa. "Ôi chị em, có ai ngủ chưa?" "Sao có chuyện gì thế? Vừa đi chơi về đã tớn lên thế kia?" Tuyết đang nằm trong chăn, nghe Lan Anh nói như vậy, liền chui đầu ra khỏi màn và tò mò hỏi tiếp. Chưa có ai ngủ à? Có gì hot Kể ngay đi xem nào. Đi gặp trai về có khác. Cái giọng phởn kinh. Lần đầu tiên trong cuộc đời em đi hẹn hò mà gặp cái quả bất ngờ như thế này luôn. Nói nhanh đi. Người ta tò mò. Cái thằng đấy hãm trẻ à? Hay như nào? Khoan cho em uống miếng nước. Ôi, em sốc thật sự luôn. Để tao xem có kinh thiên động địa không mà nó làm như cháy nhà đến nơi. Đây nhá. Để em kể cho mà nghe. Mấy hôm rồi chán đời Mở cái hồ sơ hẹn hò trên Facebook ý, Vô tình ghép đôi với cái anh này này Em thể Nhìn qua avatar trông phèn luôn Hồ sơ chả có gì đặc biệt Nhưng vào nói chuyện với em rất tử tế cư xử lịch sự Nên em cũng trả lời bình thường Sau đấy xin số điện thoại để kết bạn zalo Em đang buồn cũng đồng ý Trong đầu em nghĩ Mình chỉ cần một người bạn để nói chuyện cho vui Cho bớt trông vắng Bởi vì vết thương lòng mà thằng người yêu cũ nó để lại quá là sâu sắc Hôm đấy là buổi chiều. Nói qua nói lại anh ấy hỏi em là thời tiết hôm nay đẹp quá. Lâu rồi anh chưa la cả quán sát cà phê với ai. Em cũng muốn đi uống cà phê ngắm phố phường một lát không? Xong rồi mày trả lời thế nào? Em bảo là thời tiết đẹp thế này. Không nắng cũng không quá lạnh. Nếu như đi dạo một vòng hồ Tây chắc là tuyệt lắm. Em thích cái cảm giác thào hồn vào không khí xe lạnh. Đến tối hôm đấy nha. Anh ấy hỏi em là có còn muốn đi hồ Tây hay không? Em bảo muốn như muộn rồi Em không dám ra ngoài với người lạ Chưa gặp bao giờ Thế xong hôm nay Lại rủ nhau đi đi à Khi nãy trời đang mưa to Anh ấy nhắn tin hỏi em Em cũng muốn đi dạo Hồ Tây không Em bảo trời mưa thế này Đi ra ngoài lạnh với cả ướt Anh nghĩ lại bảo trời mưa thế này mới lãng mạn Em đi nhá Anh qua đón em Ghê Trời mưa đi Hồ Tây Đúng là bọn dở hơi Em thề Cái avatar của anh ấy phèn lắm Trông như là anh chạy xe ôm ấy Em cũng hơi ngại Em không muốn gặp vì sợ anh này xấu Không có người yêu nên mới nhiệt tình với mình Em bảo Anh gửi hình của anh cho em xem đi Em chưa biết mặt anh em sợ Thế sao ngoài ông ấy bảo em là Yên tâm anh đẹp dai Nếu có vấn đề gì anh chịu trách nhiệm Rồi mày bảo thế nào Em chưa đồng ý Xong anh ấy bảo là bây giờ anh qua đón Em gặp xong ấy em sẽ biết Không thực tế hơn là gửi ảnh à Thế sau em nghĩ trong đầu ừ thì chỉ làm bạn bình thường thôi, xấu đẹp có quan trọng gì đâu. Thế là em đồng ý đi. 30 phút sau anh ấy gọi điện, em bảo ngoài trời đang mưa lạnh, em có cần mang mũ bảo hiểm không? Hay là áo mưa gì không? Ông ấy bảo, em ra ngoài cổng đi. Anh tới nơi rồi. Ôi, bất ngờ vãi. Anh ấy đi xe xịn, trông khác hẳn với cái avatar, đeo kính nhìn sang xịn mịn, đúng kiểu chủ tịch, già nghèo và cái kết. Em bất ngờ không đỡ được Cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh Nhưng mà trong lòng em hoang mang vãi cả nổi Vì trước đó chém gió ghê Cứ tưởng ông ấy chạy xe ôm Phả ơi Nói chuyện trực tiếp mới biết là trí thức Hiểu biết vô cùng Nghe mày kể như kiểu Kể chuyện ngôn tình Có bịa ra không Em thề Sự thật 100% em choáng váng luôn Đi đường chả biết nói gì Thế là anh ấy đưa em đi dạo khắp các cung đường của thủ đô Ban đầu em tưởng đi xe máy Má ơi đóng áo giáp quần tất các kiểu Lên xe một lúc nóng toát mồ hôi Ghế xe còn bật chế độ sưởi Em lần lượt cởi áo khoác Cởi khăn ra Mà không ăn thua Sợ thật Trời thì mưa Đưa đi dạo bờ hồ Rồi nó có đè ra Chơi thú nhún trong xe không Hâm à Mới gặp lần đầu Nhún nhún cái gì Nói chuyện lịch sự uống nước vớ va vớ vẩn rồi về Đến bây giờ đang còn sốc đây này mấy hôm rồi cứ tưởng lão ý chạy xe ôm mình còn gáy to động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống bây giờ em nghĩ lại em thấy quê vô cùng <laughs> đúng là tấm chiếu chưa trải bao giờ cả phòng ồ lên cười sảng khoái hà mi cũng bật cười vì câu chuyện cuốn hút của lan anh bật ra cô cũng cảm thấy quên đi mấy chuyện không vui hiện tại hà My cảm thấy may mắn vì những lúc buồn phiền có mọi người ở bên cạnh nếu không chắc chắn cô tự kỷ mất Giữa đêm cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, từng hạt mưa rơi tí tách ngoài mái hiên, khiến cho Hà Mi giật mình tỉnh giấc. Kéo tràn trùm kín lên đầu và cố ngăn không cho âm thanh ồn ào ngoài trời đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhưng nằm mãi, nằm mãi, cô không thể nào vào giấc được. Mở điện thoại đôi mắt chăm chú, ngón tay nhỏ bé di chuyển để chọn lọc thông tin thú vị hơn. Bỗng màn hình hiện đến một bài viết của Phượt Thủ trong group Check-in Việt Nam với những hình ảnh vô cùng đẹp mắt, kèm theo một caption gây xao xuyến. Mộc Châu vùng đất cao nguyên nổi tiếng với những cánh đồng hoa nở rộ khắp trời cùng những đồi chè xanh tươi ngút ngàn, từ rất lâu luôn là điểm đến làm sai lòng bất cứ ai ghé qua. Nằm cách thủ đô Hà Nội 190 km, theo hướng quốc lộ 6, Mộc Châu sở hữu khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm, nên dù mùa đông hay mùa hạ, dù ngày nắng vàng ấm áp hay ngày sương mù trăng lối thì Mộc Châu vẫn luôn đẹp tuyệt vời. Hà Mi xem không bỏ sót một hình ảnh nào của thành viên này. Thật sự quá tuyệt đẹp. Chìm đắm vào trong những khung hình nên thơ ấy, Hà Mi bỗng thấy lòng mình dạo dực không yên. Cô thèm một chuyến đi xa, muốn khám phá một vùng đất mới, thơ mộng và trữ tình. Bến xe Mỹ Đình, 7 giờ tối, tiết trời Hà Nội lạnh giá. Hà Mi đeo ba lô, cô diện một chiếc quần jean khoác chiếc áo măng tô màu trắng, đeo tay phôn và thưởng thức bàn nhạc không lời. Bước xuống từ chiếc taxi, Hạ Hà mi hào hứng đi về hướng xe giường nằm mà cô đã liên hệ đặt chỗ từ trước. Trong lòng cô hân hoan, bởi vì cô có một quyết định khá táo bảo khi lựa chọn chuyến đi này. Đây không phải lần đầu tiên cô đi xa, nhưng chắc chắn lần đầu tiên trong cuộc đời cô đi xa một mình mà không có bố, không có mẹ, không có gia đình, bạn bè, hay bất cứ người thân nào đi cùng. Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho cô phải suy nghĩ. Nhân lúc có số tiền Việt bù đắp về tổn thương tinh thần, Hà My không ngại tự thường cho mình một chuyến đi. Vừa nhìn thấy cô, anh dài ngồi cạnh ghê lái của xe giường nằm, vội vàng đứng dậy, nhanh miệng. Em muốn đi Sơn La có đúng không nhỉ? Thế em đặt chỗ qua điện thoại chưa? Dạ, em đặt chỗ qua tổng đài nhà xe rồi. Giường B3 anh ạ. À. Bê bà, ngay sau ghế lái đây em. Mà em đi đến đoạn nào Sơn La nhỉ? Trên đường Đại học Tây Bắc hay là lên thẳng ở trung tâm thành phố? Dạ, em đến Mộc Châu anh ạ. Hà My quan sát thấy anh dài này đang cầm một kẹp phơi có giấy tờ ghi chép cẩn thận. Cô đoán có thể anh ấy là phụ xe nên hỏi thêm. Em đặt vé qua tổng đài rồi nhưng em chưa chuyển khoản. Bây giờ mình nộp vé luôn hay lát nữa anh? 15 phút nữa xe chạy, em cứ về vị trí của mình. À đúng rồi, tháo giày. Bỏ vào túi ni lông giúp anh nhé. Vừa nói anh phụ xe vừa đưa lên trước mặt Hà My một túi đựng ni lông. Hà My bước lên và nhẹ nhàng tháo đôi giày cho vào túi như anh ấy nhắc nhở. Ngõ nghiêng một lượt thấy trong xe có lác đác vài vị khách đã nằm và lim dim nhắm mắt. Trước khi đi Hà My có tìm hiểu. Xe đi vào buổi tối, lên đến nơi là giữa đêm, thuê phòng ngủ một giấc đến sáng. Sẽ biết mệt mỏi hơn đi xe ngày nghĩ vậy hà my nằm xuống giường và lim dim nhắm mắt một lát sau khách bắt đầu đổ dồn lên xe người đi qua người đi lại tiếng nói chuyện ồn ào đang lờ đễnh suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông là linh gọi cho cô sáng nay gọi người ta có việc gì mà gọi nhiều thế à không có gì chán đời nên gọi cho bà nói chuyện cho khuây khỏa thực ra sáng nay hà my gọi điện cho linh ban đầu vốn định rủ linh đi cùng Đi chơi xa có bạn đi cùng Cô thấy yên tâm hơn Hơn nữa có người chụp ảnh cho Nhưng Linh bận rộn gì đó Nên không nghe điện thoại Sau cùng cô lựa chọn đi một mình Nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là không nên rủ Linh đi cùng Và giấu kín chuyện này Vì hiện tại Linh là người yêu của anh Long Sợ Linh kể chuyện này cho anh Long biết Sau đó lại đến tai bố mẹ cô Người lớn lại lo lắng Và nói này nói kia Cô thấy mệt mỏi nên quyết định giữ bí mật cho riêng mình. Có chuyện gì mà chán đời? Mà này nghe bảo, bà nghỉ việc ở cái studio kia rồi à? Ừ, nghỉ làm rồi. Hôm nay bà có đi làm không? Đang làm. Lúc sáng bà gọi tôi tôi ngủ, để lấy sức chiều đi học, tối đi làm. Hỏi có chuyện gì buồn không? Lại cứ im ỉm là sao? Buổi tối ở cà phê Dubai, Hà My bị chị Hằng vợ anh Việt đánh ghen. Tuy nhiên trời tối, mọi người có quay clip nhưng không nhìn rõ mặt cô bởi vậy chuyện đó đến giờ linh chưa biết hà mi cũng vì xấu hổ nên không tâm sự với bạn à thì thoảng buồn vu vơ ấy mà không có chuyện gì cửa hàng không có khách hay gì mà rảnh rỗi có thời gian gọi điện cho tao thế Ừ ờ, đang vắng khách nên khá rảnh kiểu này là cô đơn quá nên bị trầm cảm rồi kiếm bạn trai đi ai nói với mày không có bạn trai là bị trầm cảm thế Kinh nghiệm được đúc rút từ bản thân của tao mà ra. Nó không chính xác, nhưng mà phải đúng, đến 95%. Thôi, bớt xạo đi. Này, đang ở đâu đấy? Nghe tiếng nói chuyện ồn ào. À, đang đang đi uống nước với đám bạn cùng lớp. Lúc khác nói chuyện nhá. Ui giời, đám thanh niên mà xà vào quán nước. Toàn là nghe nhạc vàng. Gớm. Hà Mi suýt bật cười vì lời thắc mắc của Linh. Đúng là đi xe khách, người ta đang bật nhạc vàng. Ờ ừ, đúng là hâm, người ta thích nhạc vàng thì mở nghe, có cái gì đâu mà phải bật nhạc trẻ chứ. Quan điểm của tao ấy là mình đang tuổi trẻ năng động, đi quán nào mà không mở nhạc remix hoặc đen thì ít nhất là nhạc trẻ yêu đương thắm thiết. Mở nhạc vàng là tao quay xe, không bao giờ vào quán đấy. Thôi được rồi mày làm việc đi, cứ cảm giảm nha bà cụ non ấy. Vâng, hôm nay trời lạnh lắm, đi chơi rồi về sớm. Người ta đi nói chuyện với anh yêu đây vậy thì chăm sóc cho anh trai của tao đi chứ còn gì nữa bà cứ xác định đi sắp tới chuyển đổi xưng hô xưng hô cái gì thì uh, tao trở thành chị dâu của mày thôi được rồi đổi luôn đi biệt danh tất cả thành chị dâu luôn đi nói đùa thì thôi để thế nào cũng được nhưng nếu mà thật đi thì người ta rất thích nỡm thôi làm việc đi nhá cuộc gọi với linh vừa kết thúc thì màn hình hiện đến cuộc gọi của chị Tuyết. Dạ em nghe. Mày đi đâu mà gấp quần áo ghê thế? Dạ lúc tối em ra khỏi nhà. Nhưng khi ấy chị đi vắng, em qua chỗ đưa bạn thân. Em chơi mấy ngày. Có thật không? Đừng có buồn quá. Nghĩ mấy chuyện tiêu cực, rồi lại đi linh tinh. Em nói thật, em nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Em không buồn chán đâu. Em qua chỗ bạn mấy ngày rồi về. Sao? Nhớ em à? Nhớ cái đầu mày, Thế nha, em tắt máy đây. Xe di chuyển được một quãng khá xa, thì tiếng nói chuyện thưa dần. Chỉ còn âm thanh của động cơ ô tô vẫn miệt mài hoạt động, cùng với những giai điệu trữ tình sâu lắng mà danh ca Ngọc Sơn đang thể hiện. Hà mi nhắm mắt và cố du mình vào giấc ngủ. Cảm giác nằm trên xe, cô thấy đầu óc lưng lưng và quay cuồng. Không nhớ là cô ngủ thiếp bao lâu. Đang mơ màng bỗng dưng, cô giật mình vì có điều gì đó Cô cảm thấy ai đó đang động chạm vào chân của mình. Hạ mi choàng tình, cô mở mắt ra phát hiện anh phụ xe đang ngồi ở phía dưới và một bàn tay của anh đặt lên chân của cô, cố ý động chạm. Hà mi co chân và cất lời hỏi. Anh đang làm gì thế ạ? À? Anh phụ xe giật mình, liền đưa tay lên đầu gãi gãi mấy cái. Lát sau đó mới ngập ngừng. À, à thấy chân em không đáp chăn. Anh định à, kéo chăn giúp cho em đỡ lạnh đi mà hà my cảm thấy trong câu nói này không có sự thật thà trong đầu của cô liền liên tưởng đến mấy chuyện tài xế xe khách lợi dụng động trạm thân thể khách hàng nữ khi đi đường dài trong lòng cô bất giác nảy sinh lo lắng em không thấy lạnh đâu không dám làm phiền đến anh đâu ạ hà my nghiêm giọng đáp sau đó quay người sang hướng khác cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan biến vì hành động vừa rồi nếu như tiếp tục ngủ chỉ sợ người ta lại giở trò với cô. Không đùa gẹo được Hà Mi, gã đàn ông kia liền cảm thấy cay cú. Anh ta quay người và đi lên phía đầu xe ngồi. Thì thoảng lại lén quay lại xem Hà Mi ngủ hay là thức. Và mỗi lần như vậy, đều bắt gặp ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình. Hắn ta sợ và không dám hành động, tùy hứng nữa. 12 giờ đêm, xe khách dừng lại trước một nhà hàng ăn khá lớn mọi người lần lượt xuống xe đi vệ sinh và ăn đêm hà my cũng xuống xe vì di chuyển đường dài cô thấy muốn đi vệ sinh thêm nữa trời lạnh nên khá đói bụng vừa bước xuống xe cô thấy lạnh tê tái nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với hà nội sương mở bao phủ khắp nơi ngay trong hơi thở cũng có khói trắng tỏa ra nhìn địa chỉ ghi trên biểu hiện của nhà hàng hà my đoán sắp tới nơi cô tò mò hỏi chị gái phục vụ Chị ơi, từ đây đến thị trấn Mộc Châu, khoảng bao xa hả à chị? 50 km em ạ. À? Vậy là sắp tới rồi đúng không chị? Ừ, nhưng 50 km đường đèo dốc ấy, thì phải bằng 100 km đường ở dưới xuôi. Đêm xuống, ấy, vùng núi Sương Mù Phủ kín lối, các góc cua bị khuất tầm, nên không di chuyển được nhanh đâu. Chắc là phải mất một giờ đồng hồ mới tới nơi. Dạ vâng em cảm ơn chị. Ở đây lạnh thật đấy chị ạ. À vùng núi mà em đêm với sáng nhiệt độ xuống thấp năm nay còn chưa lạnh đấy chị nhớ năm ngoái cũng tầm này cây cỏ đóng băng hết sạch mặc bao nhiêu quần áo cứ thấy lạnh run có nơi còn có tuyết rơi sợ thật chị ạ à. em xem qua mạng với truyền hình thì thấy nơi này khá đẹp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng nhưng mà đến đây rồi mới biết lạnh không chịu được em là người bắc ấy em quen với khí hậu lạnh rồi mà còn cảm thấy thế này nếu là người miền nam chắc họ bị sốc nhiệt chị nhỏ lên đây đi chơi đi du lịch Hay có việc gì Dạ em đi chơi Mùa này ở Mộc Châu ấy hoa cải bạt ngàn Hoa mờ hoa mận hoa mai Bung tỏa khắp núi rừng Tây Bắc Có thời gian rảnh đi tham quan cũng hay Dạ vâng Em nhìn mọi người đăng ảnh lên mạng xã hội đẹp lắm Em vì bị thích cái khung cảnh tuyệt vời như vậy Mới cất công đến đây Nhưng mà em không nghĩ rằng Lại lạnh thế này Ban ngày ánh nắng mặt trời Làm cho xương mờ tan biến khi ấy nhiệt độ cũng cao hơn, ấm áp hơn nên đi chơi thoải mái em ạ. À. Ban đêm thì lạnh. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ngồi tám chuyện với chị gái một lát, thấy mọi người dậm dịch lên xe, Hà My cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình. Ngồi bên ngoài quá lạnh, cô thèm cái cảm giác được nằm trong chăn ấm. Chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh, Hà My nhắm mắt nhưng không phải buồn ngủ. Cô chợt nhớ đến những chuyện trong quá khứ. Nhớ những ngày còn là cô nữ sinh trung học Hồn nhiên và ngây thơ Nhớ những phút giây yêu đương Hết mình với quân Những đêm đông giá rét Trốn nhà đi hẹn hò cùng với anh ấy Nghĩ tới đây Khóe mi của cô lại rưng rưng những giọt lệ Cứ miền màn suy nghĩ như vậy Thêm một lát nữa Anh phụ xe từ bên trên đi tới gần Và nghiêm giọng nhắc nhở Chuẩn bị đến nơi rồi em nhá Dậy đi cho tỉnh ngủ còn xuống xe Hà My ngơ ngác nhìn qua ô cửa kính, bốn bề là núi rừng và một màu đen vô tận. Trung quanh không thấy nhà cửa hay khách sạn gì. Cô thắc mắc, đây chưa phải là thị trấn của đúng không anh? Sắp đến rồi. Anh phụ xe đáp lời lấp lửng rồi quay người đi. Lần đầu tiên đến nơi này nên Hà My cảm thấy hoang mang và ngơ ngác thực sự. Xe đi thêm một quãng nữa thì dừng trước một căn tròi lá. Bóng đèn nhỏ màu vàng treo lơ lửng, không đủ thắp sáng, không gian u tối và lạnh giá nơi này. Bên trong căn tròi có ba người phụ nữ, vấn tóc lên đỉnh đầu, những bộ trang phục in hoa văn, tiết tấu mang đậm nét đặc trưng của người dân nơi này. Là những hình ảnh mà trước đây Hà Mi chỉ biết đến qua sóng truyền hình và internet. Ba người phụ nữ ngồi trước ba bếp lửa khác nhau. Trước mặt họ là những cái nồi đang bốc khói nghi ngút, là những bắp ngô nóng hổi ngoài ra còn có một số loại nông sản được bày bán hà my chăm chú quan sát bỗng anh phụ xe cất lời nói em gái xuống xe đi nha ơ ừ, anh ơi chỗ này đâu phải thị trấn em có thấy xe ôm hay taxi gì đâu xuống giữa đường thế này em biết đi đâu ạ à? đến đây là sắp đến rồi muốn đến thị trấn thì gọi taxi mà đi lúc em gọi đến tổng đài nhà xe có nói là đi qua thị trấn mộc châu bây giờ anh thả em giữa đường thế này em biết làm thế nào ạ à? Em nói với Tổng Đài chứ có nói với anh đâu. Không nói nhiều xuống xe. Em làm ảnh hưởng đến thời gian, hành trình di chuyển của mọi người bây giờ. Hà Mì ngờ ngác và cảm thấy cáu thật sự. Nhưng lần đầu tiên đến đây, cô không biết phải tranh luận với anh phụ xe ra sao. Ấm ức đeo ba lô và xuống khe ngay lập tức. Lúc ở trên xe, không đùa gẹo được cô, nên bây giờ anh ta quay ra, trả đũa cô hay sao? Ăn ngô cho ấm bụng nha em. Một chị gái ngồi phía tay trái của căn tròi lá, đon đà, cất lời mời chào, làn da ngăm dám nắng nhưng gương mặt phúc hậu cùng với ánh mắt long lanh của chị khiến Hà My thấy có thiện cảm. Dạ em chào các chị. Em ở dưới xuôi lên đấy à? Dạ vâng ạ. À. Các chị cho em ngồi ở đây một chút có được không? Em lạnh quá. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ xuống khá thấp, đang nằm trong xe ấm ra ngoài một lát, Hà My cảm thấy lạnh tê tái hai bàn tay cô run rẩy ngồi trước bếp lửa cô không ngừng đưa tay lên phía trước để cảm nhận chút hơi ấm giữa đêm đông bút giá thế sao lại xuống xe ở đoạn này em ở dưới xuôi lên lần đầu tiên em lên em muốn xuống thị trấn mộc châu nhưng nhà xe họ lại khăng khăng khẳng định đến nơi rồi và bảo em xuống đây ạ à? khu này có xe ôm hay taxi gì không ạ à? không em ơi ban ngày thì còn có xe chạy qua chạy lại Chứ ban đêm thế này hiếm lắm. Nào ngồi xuống đây, ăn cái bắp cho ấm bụng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Gió đông bên anh được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, mọi tình tiết lại vô cùng bất ngờ đối với Tâm An. Tâm An cảm nhận được rằng là cô gái Hà Mi của chúng ta lại tiếp tục gặp lại những câu chuyện mới mẻ và hấp dẫn khác. Cứ tưởng rằng là cô sẽ rung động trước tình cảm của Bình và cho Bình ở một cơ hội nào đó theo đuổi cô. Nhưng mà không, Hà Mi quyết định bỏ qua tất cả mọi người xung quanh và cô độc đi đến một nơi hoàn toàn mới lạ với cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này để theo dõi hành trình của Hà Mi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn rất rất nhiều chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại